Kính chào quý bà con mình ha. Bữa nay mùng 7 vẫn là công việc thường ngày là đi thăm vườn ha. Thì cái vườn ở này là vườn của anh Phòn. Anh Phòn thì ở Sò Đũa. Vườn này là làm bông không bắt lo nha, không bắt lo, không tạo mầm, không gì cả. Nhưng mà nó vẫn ra bông ha. Cái này là trời cho tự nhiên nha. Mình nói đùa vậy thôi chứ vườn này anh không có làm hết trơn á. Anh bỏ xi cái nào mưa xuống nó ra hoa. Hoa ha thuận vũ mà. Cho nên là nó không có đều. Nhánh thì nhóc nhách hết. Nhánh thì không có gì. Bộ lá thì tơi tả ha. Bộ lá thì chẳng còn gì hết. Lớp nào bị đốm hồng, nấm rong, rồi bị rầy chích. Thêm vào đó gốc trồng sâu nữa. Ha, hôm bữa thì mình ghé vườn ảnh hai lần hỗ trợ ảnh. Thứ nhất là về tiễn bông, rồi kêu ảnh tiễn thì ảnh cũng tiễn rồi, nhưng mà do là ảnh không có tạo mầm cho nên bông đâu có đều đâu mà tiễn cho nó đẹp được. Thì ảnh tiễn rồi nhưng mà nó cũng còn như thế này là dày nha. Tiễn khoảng cách chùm rồi mình còn phải trong chùm mình phải cho nó thưa ra nữa. À, cái bông nào mà cuốn nhỏ thì mình bỏ ha, cuốn mập thì mình chừa ha, để cho sâu nó đừng có nó vô đây nè, chừng nữa là sâu nó vô đây nó ở nè, là nó ăn cái bông của mình. À, nay ảnh đi công chuyện đó, ảnh không có nhà ha, ảnh cũng nhiều công chuyện lắm, thành ra là mình ghé thăm với có con trai của ảnh. Nhỏ nó cũng không biết gì trơn á, mình cũng không có tiện chỉ nó tiễn bông ha. Thì cái này khoảng cách chùm cũng không đạt luôn, lý do là tại vì nó ra bông đâu có đều đâu, mình tiễn khoảng cách chùm. Giờ mình chỉ chùm nó dày quá, mình tiễn thưa lại thôi. Dày quá, tiễn thưa lại thôi, cho tập trung dinh dưỡng ha. Thật ra mình cũng cố tình lấy đọt cái vườn này á. Mình gặp ảnh cách đây khoảng chừng nửa tháng à, ghé thăm được 2 lần. Nửa tháng 20 ngày đó, thăm được 2 lần. Cố tình cũng cho anh chích đọt đồ này kia. Nhưng mà anh xịt được có 1 lần chích đọt một. Sao anh bận công chuyện nữa, anh không xịt tiếp ha. Thì thành ra là cuối cùng mà anh không tiễn bông, kết hợp tiễn bông nữa. Cho nên là bông nó rút dinh dưỡng, đọt nó ra không nổi. Đọt nó ra không nổi luôn. Mặc dù cây rất thèm đi đọt nha. Bộ lá này là cây rất thèm đi đọt luôn, nhưng mà nó đi không nổi. Do là bông ở trong thì nó nhiều mà nó không đều. Là cái nhất. Cái thứ hai nữa là ảnh tưới thiếu nước. Thứ ba nữa là ảnh xịt kích đọt thiếu luôn. Mình sẽ xịt dập liên tục 3 lần. Và tiễn bông cho nó thưa ra. Thì hoặc mai là cây nó sẽ đi đọt kịp. Tại vì mình gặp ảnh lúc đó thì bông nó cũng tầm khoảng 10 mấy ngày. Nhưng mà cuối cùng là nó ra không kịp, nó cũng chỉ le le như thế này thôi. Mà bông ở trong thì hiện tại giờ nó cả tháng. Hơn cả tháng. Cây nó thiếu lá, nó thèm đi đọt lắm. Mà không đi được ha. Nó cũng chỉ có như vậy. Mới sáng lên được thì bông ở trong nó như vậy rồi. Bây giờ nếu mà mạo hiểm kéo á thì tới khúc xả nhị nó chưa nở lá kịp nữa là làm sao. Đó, khúc ở trên nó cũng mới chứ lè lè gì thôi đó. Chỉ có cái nhánh này nó không ăn bông nè. Nhánh này nó không ăn bông ha. Thì nó còn đi được. Le sáng ha. Còn những cái nhánh nào mà mang bông, ví dụ như nhánh này đi. Cái đọt nó mới vừa hơi nhá sáng ha. Thì không thể nào kịp được hết. Thành ra là mình sẽ cho anh xịt cái thằng DNL3 cộng với thằng Green ha. Để cho nó cái đọt nó đi chậm lại, mở ra tới đâu nó mở xanh dày già tới đó ha. Chứ còn kéo đọt là kéo không kịp rồi đó. Với thằng Green nữa nó ngừa nấm bệnh nữa. Cây nè, vô lá nè. Không có một cái lá nào mà không có bệnh hết trơn. À, như cái này thì tiễn còn được nè, nhưng mà có những cái chùm quá to.
chùm đó. Và cái khoảng cách chùm nhánh này Tiến cũng chưa đạt nè. Ví dụ những nhánh này phải không? Bỏ này, đó. Đó. Thưa thưa ra vậy đó, bỏ này luôn. Thì mới được. Chứ còn để dày quá là không được. Dày quá cây đã yếu rồi mà dày quá là nó không có nuôi nổi. Đọt mới có dày à. Là nhánh này nó không có mang bông nữa nha. Nó mới le đọt được á. Còn những nhánh này mang bông đi, nó mới có gì à. Không thể nào kịp được. Bông nó rút hết dinh dưỡng rồi. Không được nào kịp ha, cho nên là phải xịt cái phương pháp là ém ha. Vừa ra tới đâu xanh về già tới đó ha. Mình đơn cử như chuyện như cây này đi, cây này không hoàn toàn không có mang bông nè. Đọt nó ra được nè. Xịt một cử kéo đọt nó ra được nè. Ha, cái này tầm 15-20 ngày nữa thì nở hết lá thì ok. Nhưng mà cây khi đã mang bông rồi đó, thì cái tiến trình mình cây đọt nó đi rất chậm nha. Mình phải lưu ý chuyện đó. À, như trong cái này thì tầm khoảng 20 hai mấy ngày nữa là xuống vậy rồi. Đâu có cách nào mà kéo cái cây như vậy ra kịp đâu. Để đổi chiến thuật thôi. Này thăm vườn thấy anh đổi chiến thuật nghe chưa? Thứ nhất là tuyển lại nữa đi nghe, tuyển gì chưa đạt đâu nha. Đó, tuyển khoảng cách chùm ta. Khoảng cách chùm ta gì nè. Đó, nhánh này để ba chùm gì thôi. Chùm cách nhau ngang ngang tay thôi. Đó, tương tự như vậy đó, cái nhánh dưới nữa, tuyển cho nó thưa thưa ra giùm anh ha. Về nói cha, ví dụ như nhánh bự đó đó. Ủa cái chùm bự đó đó. Lãi cái cuốn nào nhỏ lãi bỏ đi cho thưa ra. Thưa ra chứ còn để một chùm gì nó nuôi sao nổi, cái cây này nó yếu lắm yếu rồi. Bây giờ cái phương án của anh chỉ là cho ém cái đọt đi, cho sổ nhị cho đậu đi, rồi tầm khoảng ba mấy 40 ngày bắt đầu chó đi đọt trở lại. Thì quả may là cái cây này nó nuôi nổi cái trái nha. Chứ còn bộ lá này yếu lắm mà không có bộ lá nào mà không bệnh hết trơn á. À, như cái chùm mà dày gì nè trơn. Tiễn cho nó thưa. Để một chùm gì nè, sau này sổ nhị á, sâu gầy đồ này kia nó nằm trong này. À, tiễn thưa ra vậy thôi. Nha, cỡ nhiều đây là. Cỡ cái đường kính khoảng chừng đây là chẳng 10 cm là ok. Còn cái này là 20 nha. 20 thì mình cho nó còn 10 nha. Cây đã yếu rồi mà để nhiều nữa là nó nuôi không nổi nha. Đó, anh lại bỏ mấy cái cuốn nhỏ, còn cuốn mập không đó. Rồi, đối với một số người á, thì đối với cây này thì nó thôi, lãi bông mẹ nó ra rồi làm lợi vụ sao ha. Nhưng mà thôi, cố gắng ảnh giữ được nhiều thì giữ, thu hoạch được nhiều thu hoạch. Tại vì vườn này cây này mấy năm rồi chưa, bốn năm mấy năm mà cây bay lớn á. Rồi năm rồi là ảnh lấy giống như là tự nhiên ha, tiêu chuẩn này chắc lô bù gáp không xịt gì hết trơn. Rồi bán trái, bán cho hàng xóm ăn á, chứ không có bán thương phẩm, bán kiểu số lượng nhiều được. Năm nay anh muốn làm thử theo cái quy trình cho nó cái năng suất nó cao coi như thế nào, tại nghe nói cũng có giá. Mà thật sự bây giờ vô gặp bộ lá gì cũng khó cho mình quá. Không, mình gặp lần đầu là đã thấy khó rồi. Nhưng mà cố gắng nói với ảnh làm sao mà để năng suất vẫn có, nhưng mà cây thì nó có lại cái bộ lá nữa, lấy thêm cây nữa, cố gắng ha. Chứ không có bộ lá nữa là không có cây nữa là khó mà nuôi ạ. Khó mà nuôi. Đó, người thấy không có cái lá nào mà không bị bệnh hết trơn.
đốm hồng, nấm rong ha. Thêm vào đó trồng sâu nữa chứ. Miền Tây mà anh trồng sâu đâu cả. Đây 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 mắt ghép ha. Đây mắt ghép. Mà anh trồng sâu đâu cả 10 đến 15 cm đó. Nguyên vườn toàn bộ luôn ha, là trồng sâu hết. Có bên kia thì trồng khoảng 10 cm, nó ít sâu hơn bên này. Bông tiễn còn quá nhiều, tiễn chưa đạt, nhánh thì nhiều nhưng mà nhánh thì ít nha, chứ không phải nhiều này là dư bông nha, nhiều này là bị thiếu, tại vì nó đâu có đều đâu. Đây nhiêu cây hết chưa? Trăm mấy cây, mấy cây rồi, gần 5 năm mà có bay lớn à. À có bay lớn à. Rồi ơi, anh biệt bà con ha, cố gắng làm cái bờ này, cái vườn này sao cho anh thu hoạch được kha khá, gỡ lại vốn ha, vốn đầu tư rồi cây con tới giờ, rồi năm sau thì đầu tư lại bộ lá cho nó ngon lành. À, để làm cho nó đúng ha, có năng sức. Cái này thì mình chỉ làm để cho nó gọi là có năng sức xíu, dường xíu anh nắm quy trình được ha, để năm sau anh làm mạnh hơn. Chứ còn mà giờ nó từ chối cái vườn này thì chắc mình gặp là mình nó thôi rồi đó. Bộ lá là nuôi trái mà giờ bộ lá te tua rồi sao nuôi. Giờ gặp mà lúc đó là bông nó 15 ngày rồi sao lấy đọt, không lấy đọt sao nuôi. Vô thế hết. Mà anh kêu thôi làm đại thì làm luôn ha. Chứ cái vườn này thật sự làm cũng không có ăn nhậu gì nổi ha. Chị anh mua cũng có đại lý hết toàn bộ. Mong sao hỗ trợ, tại ảnh cũng thấy ảnh cũng nói chung cũng làm cũng cực mà chưa có nắm được cái quy trình gì hết, không nắm gì luôn. Bộ lá này mà ổng nói ổng xịt gầy liên tục nè, ổng xịt gầy liên tục mà cái bộ lá nè banh chành hết, nói làm nhiêu tiền là đổ vô hết mà cái bộ lá nó như vậy không thể tin được. Không biết là anh đổ như thế nào luôn mà lại đổ vô nhiêu tiền, đổ vô hết mà lại tệ như thế này. Tiễn gì sao đi đọt nọ, không đi đọt nọ, tiễn gì là dù kích đọt mạnh cỡ nào đi nữa ha, phải thêm dinh dưỡng ở dưới đồ này kia thêm, chứ còn để bông gì lạnh đi không có nổi, không bao giờ kịp. Rồi lỡ rồi giờ cũng hai mấy ngày nữa số nhị rồi, kéo cũng không kịp thôi, đội chiên thật ém luôn. Để nào hai mấy ba mươi ổ ba mấy 40 ngày mình cho đi đọt sau ha. Chào bà con ha.